Xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Lại là mình là anh Túc đây. Nếu ai còn chưa đăng ký kênh mình, cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật những video, những dự án mới nhất mình chia sẻ. Đến cái dự án ngày hôm nay thì không phải là dự án nữa mà là nó quả kèo. Mình xin chúc mừng tất cả anh em đã theo mình quả kèo này có tên là Free Airdrop hướng dẫn nhận 8 đồng token có tên là Simcoin đây. Ok dạ, thì mình mới ra được 3 ngày và 107 anh em đã xem cái gọi là cái video của mình, mà không biết có anh em nào nào làm không. Thì nó đã giả đến nó giả tầm chiều nay này, lúc chiều nay thì mình định vào số góc cơ. Đấy. Đấy thì là nó giá là 8 đồng token này tương ứng 16 đô đấy. Đầu giờ chiều là 16 đô nhưng mà đến thời điểm hiện tại bây giờ này mình cứ để kiểu là tham ấy, để đến hiện tại bây giờ là còn 4 đô thôi. Ok dạ. Thì mình xin chúc mừng tất cả anh em đã theo mình cái quả kèo SMB số góc này thì nó giả thưởng anh em. Thì anh em có thể trích ví như làm sao và như nào, thì nắm anh em mới thì không biết cách trích ví. Đấy, thì trích ví để hướng dẫn mình cũng như là các bạn gọi là trích của mình, gọi video này mình hướng dẫn là cũng trích cảm thấy ưng ý thì mình cũng số góc luôn, nếu không để nữa vì để từ chiều đến giờ đã tụt bố đấy, mất mười mấy 12 đô này, được chưa? Rồi anh em quay sang ví chốt cho mình. Đấy, ai mà làm kèo kèo nhận là đây kèo nhận 8 cái đồng SMB số góc này thì có thể là quay sang ví chốt này. Anh em làm trên ví gì thì anh em ghi vào ví dụ ví MetaMask hay ví chốt thì anh em sẽ vào ví chốt này, sao chép này, ấn vào sao chép địa chỉ BLB Smart Chain này, rồi sau đó anh quay sang Google anh em gõ là BC scan cho mình đó, rồi anh em sẽ dán cái địa chỉ dán cái ví vào và tìm kiếm đây là ví của địa chỉ ví của mình. Ok ạ. Anh có thể kéo xuống này và ấn vào phần đây là số token của anh em này, và ấn vào phần PEP 20 token này, TNNX này. Ok dạ. Thì anh em có thể kéo xuống này, như các bạn thấy này. Đây, của mình 8 cái đồng đây, kích vào. Đó thì nó hiện lên như vậy thì anh em có thể thấy này. Đây, của mình là đây địa chỉ ví của mình này và đây mình đã nhận được 8 đồng SMB số góc này. Ok dạ. Rồi anh em sẽ sao chép con check của nó này. Ôi 14.000 người đang hold. Đây, tổng cung của nó đây cũng như là con trắc đây, anh em sao chép con trắc này. Rồi quay sang ví chốt cho mình. Hoặc là MetaMask có tích hợp BSC, anh em sẽ gõ Pancake Swap cho mình, Pancake ấy. Bây giờ rồi đưa anh em đến giao diện của thằng Pancake này, Pancake Swap. Rồi anh em sẽ con lick Wallet này cho các con lick cái ví là Enchut này. Ai ấn MetaMask thì về MetaMask, còn mình làm trên ví chốt thì ấn ví chốt. Rồi anh em sẽ dán địa chỉ hợp đồng vào. Ok ạ, chuyển đổi. Rồi tiếp sau đó thì anh em kích vào này SMB này, đây 8 đồng để ấn mắc này. Rồi anh em có thể ấn vào BUSD cho mình. Bây giờ BUSD này. Đó. S này. Rồi, kích vào. B đồng BUSD này ngang ngang giống giống với đồng USDT. Đây như anh em có thể thấy này. Mình thì nói thật là cái kèo này thì không có red room gì. Ok dạ. Đấy, không có được hưởng từ phần trăm của red thì không biết. Nhưng mà nhận 8 đồng như các bạn thấy đây. Đây tổng tổng là được 8 đồng và mình ấn mắc là được 8 đồng đây là 4,2 đô đây. Đấy, BUSD ngang ngang với dạng từng USDT chưa? Rồi anh em có thể swap này. Nhưng giá hiện tại đầu giờ chiều là 16 đô cơ. Nhưng mà thôi mình cứ gọi là chắc cú swap thì mình swap sang sang thằng BLB để làm các kèo ngon cho anh em chiến, chứ mình không thích swap con ở đâu swap mẹ sang BUSDT thì BUSD đi. Rồi mình sẽ swap sang con này, rồi chụp màn hình cái dạ. Rồi bắt đầu là swap này, anh ấn vào swap này. Rồi nó xác nhận là cỡ nó mất phi ga phí mạng, em chấp thuận cho mình. Thế đó thì một rồi nhập mật khẩu này. Rồi tiếp sau đó thì anh em có thể là swap này để chờ một đôi lúc này. Rồi anh em có thể swap được luôn nha, ấn swap này cho mình này. Rồi ấn vào confirm swap cho mình. Em mất chút ít phí gạm phí mà phí ga. Được chưa? Ôi mất toàn một đô nhưng mà đầu chiều 16 đô không không chơi cày thế chán thật. Rồi anh có thể thấy vô xuống này. Em ấn show góc cho mình nha, mình vừa nãy ấn sao sao ra cái nỗi gì nhỉ. Ôi phí mạng cao thế
Thôi chấp nhận thôi. Rồi anh em chờ đúng lúc này. Ấn côn cho mình này. Con nâu này. Ôi ok, như các bạn thấy này, đã thành công, giao dịch đã thành công, swap 8 cái đồng SMB swap và swap sang 4 USDT. Tức là rơi vào tầm 90.000, 80.000, 90.000 êm tít được chưa? Hai bát phở, ba bát phở khá là ngon. Cực nhanh luôn. Ok. Để mà anh em lấy cái đồng BUSDT quy đổi sang thằng thằng gì nhỉ? Quy đổi sang VNIC hoặc sàn phi tập trung Binance ấy để quy đổi sang tiền Việt là ok, gửi người về ngân hàng. Mình ngu quá vừa nãy không quy đổi sang USDT cho nó nhanh. BUSDT cũng được nhưng mà quy đổi sang USDT thích hơn. Rồi kết thúc video, chào mọi người. Trong quá trình thao tác anh em có gì không hiểu thì comment bên dưới mình sẽ hỗ trợ nha. Bây giờ chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video.